Bạn đang có những dự định quan trọng nhưng kinh nguyệt kéo dài gây bất tiện. Bạn cần tìm hiểu cách làm kinh nguyệt nhanh hết mà lại an toàn. Vậy uống thuốc gì để ngưng kinh nguyệt ngay lập tức? Hãy cùng xem ngay video dưới đây để có cách xử trí an toàn nhất nhé! Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Thuốc ngưng kinh nguyệt còn được gọi là thuốc hãm kinh, thuốc trì hoãn kinh nguyệt là loại thuốc có chứa hormone progesterone. Thuốc thường được dùng vào khoảng 3 đến 4 ngày trước ngày dự kiến có kinh. Cơ chế hoạt động của thuốc như sau: hormone estrogen được sản sinh trong nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt sẽ kích thích sự phát triển của niêm mạc tử cung, còn hormone progesterone được sản sinh ở nửa sau chu kỳ kinh nguyệt thì hỗ trợ sự phát triển của niêm mạc tử cung. Khi giảm progesterone, niêm mạc tử cung sẽ bong ra và xuất hiện kinh nguyệt. Vì vậy, nếu sử dụng thuốc thì progesterone sẽ không cho phép niêm mạc tử cung bong ra, giúp ngưng lại hoặc hoãn lại chu kỳ kinh nguyệt. Phần lớn chị em có nhu cầu hết kinh nhanh thường lựa chọn sử dụng thuốc do thuốc mang lại hiệu quả nhanh, phù hợp với nhiều đối tượng. Tuy nhiên, dùng thuốc có thể sẽ xảy ra một số tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe, do đó phải có sự đồng ý và hướng dẫn của bác sĩ trước khi sử dụng. Một số loại thuốc làm ngưng kinh nguyệt mà bạn có thể tham khảo như thuốc Northidrone hay còn gọi là Norgesterone. Northidrone là loại thuốc được sử dụng với mục đích ngừa thai và làm chậm kinh nguyệt. Thuốc ngưng kinh nguyệt này có chứa hormone progesterone giúp ngăn niêm mạc tử cung bong ra, làm cho ngày đèn đỏ bị trì hoãn lại như mong muốn. Với loại thuốc này, người dùng có thể uống trong khoảng 3 đến 4 ngày trước kỳ hành kinh dự kiến. Khi ngừng dùng thuốc, kỳ kinh thường sẽ bắt đầu trong 2 đến 3 ngày sau đó. Tác dụng phụ: nhức đầu, buồn nôn, căng tức ngực và rối loạn tâm trạng. Thuốc tránh thai hàng ngày. Nếu bạn đang sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày thì việc ngưng kinh nguyệt khá đơn giản. Nếu dùng thuốc tránh thai loại 28 viên làm ngưng kinh nguyệt thì bạn chỉ cần uống 21 viên theo chiều mũi tên hướng dẫn trên vỉ thuốc và bỏ đi 7 viên có màu sắc khác những viên còn lại, tiếp tục uống vỉ tiếp theo. Trường hợp bạn dùng thuốc tránh thai loại 21 viên thì không cần nghỉ 7 ngày, tiếp tục dùng ngay vỉ tiếp theo. Trước khi sử dụng thuốc ngưng kinh nguyệt, chị em phải hỏi ý kiến của bác sĩ sản phụ khoa, căn cứ vào cân nặng, chu kỳ kinh nguyệt và những vấn đề sức khỏe của bạn, bác sĩ sẽ kê cho bạn liều thuốc và thời gian dùng thuốc phù hợp. Khi ngừng dùng thuốc, kinh nguyệt có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc sau vài giờ, hoặc có thể cần tới 10 đến 15 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn không thấy có kinh sau 15 ngày ngưng dùng thuốc thì nên đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân chính xác gây hiện tượng chậm kinh. Việc sử dụng thuốc ngưng kinh nguyệt không có hại, nhưng bạn không nên biến việc này trở thành thói quen thường xuyên bởi các thuốc này ức chế chu kỳ hormone tự nhiên của cơ thể. Bạn chỉ nên dùng thuốc trong trường hợp bất đắc dĩ. Bên cạnh đó, dùng các thuốc này cũng có thể dẫn tới những cơn đau. Thuốc có thể ảnh hưởng tới sự rụng trứng nên không có tác dụng ngăn ngừa mang thai. Có thể xảy ra tình trạng trướng bụng, mụn trứng cá, thay đổi tâm trạng do mất cân bằng hormone trong cơ thể. Nhìn chung, nếu muốn làm chậm kinh nguyệt thì chị em nên hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn cách phù hợp nhất. Khi lựa chọn sử dụng thuốc, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ về liều dùng, cách dùng, thời gian dùng. Khi có nhu cầu tư vấn về sử dụng thuốc ngưng kinh nguyệt, bạn có thể tham khảo địa chỉ Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Đây là cơ sở thành viên của Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam và Liên đoàn Kế hoạch hóa Gia đình Quốc tế IPPF, là đơn vị y tế chuyên khoa sức khỏe sinh sản, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, thực hiện đặt vòng, cấy que tránh thai uy tín được nhiều chị em tin tưởng, lựa chọn. Nơi đây quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ giúp tư vấn cho các chị em phương pháp an toàn nhất. Phòng khám làm việc từ 8 giờ đến 20 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Các bạn có thể đặt hẹn online đến khám, không mất thời gian chờ đợi và nhận ưu đãi từ phòng khám qua hotline hoặc đường link dưới mô tả của video nhé.